Thế tôi tên bác sĩ Ba Na Mật Đa Thâu Thẩm và tên Bồ Tát của Không Nhất Định Tụng Thâm Tụ Ký. Ở đây nói là cái tên Bồ Tát và có tên Bát Nhã, hai cái đều không nhất định, cũng không có tụ xứ. Không nhất định là sao? Lúc đó nếu mình đem thui lên phủi lên người mà cho mẹ mà đặt tên là Nguyễn Thị Bạch, thì khi đặt tên Nguyễn Thị Bạch rồi thì mình sao? Có vui không? Rồi sao mà ai nói cái Bạch không? Nói tới tên Bạch cho mình sao? Nhưng mà mình là thầy đe mà có mẹ đặt tên Bạch thì ra là bạn bè đi học mà cái bạn bè đổi là tên Hắc. Thì như vậy thì họ kêu là Hắc, ở trường thì kêu là Hắc, về nhà cho mẹ kêu là Bạch thì cái nào xuống? Cái nào đúng, cái nào là sự thật? Mà sao này đặt là thế tờ thế xanh rồi đó, làm là lên được Nguyễn Thị Bạch. Bây giờ thì cho thấy đen cho đặt tên là hết, thì như vậy cái nào đúng? Bây giờ cái tên nó có sự thật hay không? À, cái này khởi dạy cho nên tên là một cái giả hiệu không thật. Mà mình bây giờ mình có chắc tên là phải thế không? Ai đặt tên là Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị A gì đó, mà có người nào đứng ở trước cửa mà nói lắp giá thì có tên A tên B đặng với mình sao? Mà mình nổi tiếng thì ra phải gọi họ rồi, phải không? Thì như vậy có phải là mình sắp cái tên nó là thiệt hay không? Có khi còn chưa động tới mình, mà chỉ nói cái gì mà có cái tên đúng cái tên mình đã bụng. Cho nên hồi xưa quý vị thấy có những cái chấp rất là thích rồi. Để dụ như người đó tên là sao mà là ông xã ở tại cái xã đó, thì ông xã đó không được kêu ông, mà kêu cây sao nữa, mà kêu cây kêu. Như vậy thì mới thấy là người ta sắp quá trình sắp. Nếu là khi đặt cái tên là một cái giả hiệu rồi tránh cái đó, rồi tỉ dụ người chưa đi thi đó, mà những cái trường thi nó phạm gì, phạm quý, tức là mình lỡ là bài mà xuất cái tên chưa gì trong đó thì bị bác bỏ đó, phải không? Thì như vậy cái tên là một cái giả hiệu mà chúng sanh mê làm chắc mới là cái thiệt. À, bởi chắc thiệt cho nên rồi từ đó sanh ra bao nhiêu thứ cố chấp phiền não, làm khổ tình hình, làm khổ tình người. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng cái tên chỉ là giả danh, chẳng biết, chẳng được, chẳng thấy sự thật. Bởi vì cái tên là cái giả danh, có gì thật đâu, phải không? Bây giờ quý vị nhớ từ hồi bé tới giờ quý vị được mấy tên rồi? Mấy tên rồi? Mà giờ tên nào thiệt? Hồi ở nhà ba má đặt một tên, phải không? Rồi có khi vào trường ở nhà ở ngoài kêu tên này, vô trường kêu tên khác cũng có. Rồi lớn lên cái đi như y phạm cái thêm tên nữa, rồi tới trường xuất gia cái thêm tên nữa hết. Bây giờ cứu không tên, tên nào thiệt? Bây giờ thì có tên là cái giả hiệu tạm dùng trong mỗi thời, phải không? Mỗi thời nếu lúc mình ở chùa tu thì có cái tên trong chùa, ở ngoài nhà thì có tên trong ngoài nhà, tùy theo cái trường hợp mà đặt tên. Như vậy tên là cái phân thiệt mà bây giờ mình lại chấp nó là thiệt. Mà khi mình chấp nó là thiệt rồi á thì ai động tới nó là mình sanh ra phiền não, phải không? Đó, đó là cái cố chấp mà đi tới phiền não. Dù vậy mà ở đây nó là nó không có thiệt, nó không có quyết định, cũng không có tự xứ. À, vì cái sao vì hai tên như thế đều không thể có,
Na Tan tức là Tan Bồ Tát và Tan Bát Nhã, Na Tan đều không thể có, không thể có pháp, không định, không tự thứ. Nói gì mà không biết định, không tự thứ thì cái đó đâu có thiệt, phải không? Mà không thiệt là nói là có thiệt là nói cần, nói sai, không đúng là thật. Nếu Bồ Tát Na Tan như nói Bát Nhã Ba La Mật, Ba La Mật Đa sâu thẳm như thế, tâm không triệt lạc, không lưu sụp, không kinh sợ, tâm kinh hiểu sâu xa, phải biết Bồ Tát Na Tát ấy an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa thường không lìa xa, lấy thân chỗ trụ làm phương tiện, an trụ địa vị Bồ Tát Na bất thối chuyển, và lấy thân chỗ trụ làm phương tiện để mà an trụ địa vị Bồ Tát bất thối chuyển. Thì như vậy là Bồ Tát đến chỗ bất thối chuyển đó là lấy cái gì làm gốc? Lấy thân chỗ trụ làm phương tiện. Thân chỗ trụ tức là không dính, không kẹt, không mắc ở một chỗ nào, không dính, không kẹt, không mắc, đó là cái phương tiện mà để tới cái chỗ bất thối chuyển. Còn mình bây giờ có dính, có mắc không, có kẹt không, như vậy thì mình thối chuyển hay là bất thối chuyển? Bởi vậy cho nên tu mà ai thương xót nhắc nhở, giúp đỡ an ủi mình thì vui vẻ mà tu, đó là tiếp, phải không? Còn nếu mà ai gầy gà khó khăn mà tu thì mình muốn lùi, đó là thôi. Như vậy thì đó là ở cái địa vị gì? Sẵn sàng thối chuyển. Ở cái địa vị sẵn sàng thối chuyển, không phải bất thối chuyển. Bởi vậy nên Bồ Tát ở đây mà đi tới chỗ bất thối chuyển là lấy cái không chỗ trụ làm phương tiện. Từ cái không chỗ trụ làm phương tiện đó mà đi tới cho bất thối chuyển. Như vậy thì chúng ta thấy Ngài Lục Tổ Huệ Năng là Bồ Tát chưa? Phải chưa? Mà Ngài có ở cái địa vị bất thối chuyển chưa? Bởi vì Ngài ngộ được cái chỗ mà ưng vô sở trụ đó, phải không? Tức là do không có cái chỗ trụ, lấy cái đó làm cái chỗ tu hành, cho nên Ngài cũng không thối chuyển. Còn mình ở đây thì còn có chỗ trụ, cho nên mình dễ bị thối chuyển. Rồi đọc tiếp. Ngài Địa Tạng lại nói thêm: Thế Tôn, khi Bồ Tát Ma Pháp tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ sắc, không nên trụ thọ tưởng hành thức. Vì thế sao? Nếu trụ nơi sắc là hành sắc, không phải là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu trụ thọ tưởng hành thức là hành thọ tưởng hành thức, không phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy đầu tiên Ngài dạy mình là đây nói là dạy Bồ Tát, nhưng mà thực ra ai cũng có quyền học, ai cũng có quyền tu như các vị Bồ Tát. Tức là phải đừng có trụ nơi ngũ uẩn, phải không? Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không nên trụ nơi ngũ uẩn đó. Tại sao không nên trụ nơi ngũ uẩn? Bởi vì nếu nói là mình trụ nơi ngũ uẩn, tức là hành ngũ uẩn chứ không phải hành Bát Nhã. Như vậy hành ngũ uẩn với hành Bát Nhã có khác nhau sao? Hành ngũ uẩn tức là chấp ngũ uẩn là thiệt. Còn hành Bát Nhã ta là người ta thì thấy ngũ uẩn thì sao? Chiếu cứu ngũ uẩn về không? Như vậy thì thấy ngũ uẩn nó là rỗng không, là hư dối, thì đó là hành Bát Nhã. Còn nếu nhìn thấy năm uẩn là thiệt, đó là hành ngũ uẩn. Như vậy thì người muốn đi đến cái chỗ cứu tính
an trụ ở chỗ viên mãn của Bồ Tát thì không nên hành thủ quẩn, phải hành bát nhã. Hiện giờ nếu mà ai hành thủ quẩn thì cái người đó bị kẹt ở trong cái chỗ thấy tâm quẩn là thiệt, mà thấy tâm quẩn là thiệt thì không có thấy được cái chân lý lẽ thực ở con người, cho nên phải hành bát nhã. Hành bát nhã thì mới thấy được cái chân lý đó. Cho nên anh cũng nói vì cái sao, vì không chấp hành hay biết bát nhã ba la mật đa, không biết bát nhã ba la mật đa thì đối với bát nhã ba la mật đa không thể tu tập. Nói rằng nếu mình không có chấp cái hành á thì mình biết được bát nhã ba la mật đa, còn nếu mình chấp cái hành là không biết được bát nhã ba la mật đa, biết tức là biết thuộc về bát nhã đó. Nếu không biết thuộc về bát nhã thì không thể nào mà tu tập bát nhã được. Nếu đối với bát nhã ba la mật đa không thể tu tập thì nơi bát nhã ba la mật đa không thể viên mãn. Nếu không tập bát nhã được thì làm sao mà viên mãn được bát nhã? Nếu nơi bát nhã ba la mật đa không thể viên mãn thì không thể được nhất thiết chí trí. Nếu không viên mãn bát nhã ba la mật đa thì không thể được nhất thiết chí trí. Nhất thiết chí trí là trí của ai? Bây giờ coi có những cái trí ha, là nhất thế trí và nhất thế chí trí, còn một cái là nhất thiết chủng trí. Thì ai biết cái trí nào của ai? Nhất thế trí là trí của hàng thanh văn a la hán, và nhất thế chí trí là cái trí của bồ tát, và nhất thế chủng trí thì cái trí đó là trí của phật. Nhớ rõ vậy. Bởi vậy cho nên bồ tát mà không có hành bát nhã thì không có viên mãn trí của bồ tát. Tại sao mà nói nhất thế trí hay là nhất thế trí trí? Bởi vì tất cả chúng sinh ở trên đời này ai ai cũng cho rằng cái gì mà biết đúng như thật, thấy đúng như thật đó là trí tuệ, phải không? Cái trí tuệ thấy đúng, biết đúng. Bây giờ đây cái trí tuệ bát nhã hay là cái trí tuệ của bồ tát là cái trí tuệ thấy đến cái lẽ thật của tất cả pháp. Bây giờ ví dụ như giờ mình thấy cái đồng hồ với con mắt trí tuệ bát nhã là đồng hồ có thiệt không? Đồng hồ là nhân duyên hội hợp chứ không có tính thiệt của nó hay là cái tính cố định của nó. Như vậy là đồng hồ không thiệt thì cái bao kiếm thiệt không? Rồi cái khăn này thiệt không? Cái sắt này thiệt không? Nếu thấy tất cả cái gì không thiệt hết, thấy rõ ràng đúng như vậy thì gọi cái đó là cái gì? Nhất thiết trí đó. Khi thấy được tất cả đúng như thật, thấy tất cả đúng như thật quả là nhất thế trí, phải không? Thì như vậy cái trí mà biết tất cả đúng như thật quả nó là nhất thế trí. Rồi cái nhất thế mà thay chữ trí sao nó là sao? Tức là cái trí mà biết được tất cả cái nhất thế trí trên đó, cái trí mà biết được cái nhất thế trí trên đó thì gọi nó là nhất thế trí trí. Tại sao vậy? Bởi vì bồ tát thấy được cái chỗ ngộ của các hàng thanh văn, mà các hàng vượt hơn các hàng thanh văn, cho nên gọi là nhất thế trí trí. Cũng như một ông thầy giáo, ông
biết được cái chỗ hiểu của học trò, phải không? Mà nếu học trò à, khi ông thầy giáo ông dạy bài nào nó đều hiểu hết thì đó là coi như nó được thích thích tí, phải không? Nhưng mà ông thầy giáo được biết được cái hiểu của học trò nữa thì gọi đó là gì? Thích thích tí tí là vậy đó. Nếu không thể được nhất thế chí trí thì không thể giết và sở giết hữu tình. Nếu mà mình không được cái nhất thế chí trí thì không thể nào mình tự giết được mình, tức là không thể giết phục được mình và giết phục được chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì mình không có cái trí tướng thật. Làm sao mà mình chinh phục phiền não của mình, làm sao mà chinh phục phiền não chúng sanh? À, cho nên vì vậy mà không có thể giết và sở giết hữu tình. Vì thế không nên giết thọ các thứ sắc thọ tưởng hành thức. Vì thế sao? Vì sắc đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể giết thọ. Vì sắc không thể giết thọ nên không phải sắc. Vì thọ tưởng hành thức không thể giết thọ nên không phải thọ tưởng hành thức. À, ở đây mới nói thêm cho rõ rằng bởi vì mình muốn năng giết sở giết hữu tình được trọn vẹn cho nên mình không nên giết thọ các thứ sắc thọ tưởng hành thức. Giết thọ chữ giết là hâu thu, mà chữ thọ là nhận. Mình thu nhận ngũ quẩn thì gọi là giết thọ sắc thọ tưởng hành thức, mà mình không thu nhận ngũ quẩn là không giết thọ sắc thọ tưởng hành thức. Và nếu mình thu nhận ngũ quẩn thì sao? Nếu mình thu nhận ngũ quẩn thì mình không có thể nào mà biết đến cái Bát Nhã Ba La Mật Đa được. Bởi vì mình chấp năm quẩn là thiệt thì đó là phàm phu, là mê muội chứ không phải là cái trí tuệ Bát Nhã. Vì vậy cho nên nó không thể giết thọ sắc thọ tưởng hành thức. Vì thọ tưởng hành thức không thể giết thọ nên không phải thọ tưởng hành thức. Như vậy thì mình không có chấp nhận, tức là không có thu nhận thọ tưởng hành sắc thọ tưởng hành thức, thì sắc thọ tưởng hành thức là thiệt hay là không thiệt? Bởi nó không thiệt cho nên mình không chấp nhận nó. Nó không thiệt, mình biết rõ nó là không thiệt thì đó là trí tuệ. Nó không thiệt mà mình thấy nó thiệt, đó là ngu si, phải không? Và bây giờ mình thuộc hạng nào? Hạng nào? Mình bây giờ đương là hạng ngu si. Vậy mà nói rằng tôi học đạo nhiều năm, tôi cũng tỉnh ngộ khá lắm, phải không? Và năm quẩn không thiệt mà cứ nghĩ nó thiệt hoài, mà nghĩ nó thiệt tức là ngu, phải không? Như vậy học đạo mà ngu hoài sao? Mà mỗi tối tụng Bát Nhã là để làm chi vậy? Là mở đầu tụng Bát Nhã là chiếu kiến ngũ quẩn dây không, phải không? Và mình cứ thấy dây hữu hoài, phải không? Bồ Tát chiếu kiến ngũ quẩn dây không mà mình lại chiếu kiến ngũ quẩn dây hữu thì như vậy mình có ngược cái kinh không? À, bởi mình ngược cái kinh cho nên đi theo kinh mà tu thì được giác ngộ giải thoát, mà đi ngược cái kinh thì sao? Là mê muội, là trầm luân, phải không?
Như vậy thì giờ chúng ta là người chấp nhận mê muội trầm luân, hay là chúng ta quyết định giác ngộ giải thoát? Nếu quyết định giác ngộ giải thoát thì phải làm sao? Phải không có giết thọ ngũ uẩn, phải không? Vì giết ngũ uẩn đó là không thiện, mà ngũ uẩn không thiện thì có cái gì mà giết thọ nó? Đó. Vì bát nhã ba la mật đa sâu thẳm cũng không thể giết thọ, nên không phải bát nhã ba la mật đa. Thì hồi nãy nói là năm uẩn không thể giết thọ, cho nên năm uẩn không phải là năm uẩn, phải không? Không thiệt. Như vậy năm uẩn không thiệt thì pháp bát nhã thiệt không? À, bởi vì mình dùng cái trí tuệ mà soi thấy năm uẩn nó tánh không, thì khi soi thấy năm uẩn tánh không thì năm uẩn không thiệt. Thì cái trí tuệ soi năm uẩn với trí tuệ đó thiệt không? Nếu mình tắt trí tuệ đó thiệt, đó là còn kẹt à, tức là mất câu mà còn chặt à. Vì vậy cho nên khi thấy năm uẩn là không thì cái bát nhã cũng không thiệt nữa à, thấy được như vậy mới là chỗ cứu kính. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát nên hành bát nhã ba la mật đa sâu thẳm như thế. Nếu hành bát nhã ba la mật đa sâu thẳm như thế ấy gọi là Bồ Tát à. Vậy thì Bồ Tát là cái người thực hành cái bát nhã đến chỗ sâu thẳm, mà nếu thực hành đến chỗ sâu thẳm như vậy mới gọi là Bồ Tát. Đối với cả pháp không nhiếp thụ được định rộng lớn, không đối vô lượng, quyết định thông chung với thanh văn độc giác, cũng không nhiếp thọ nhất thế chi trí à. Thì như vậy ở đây nói rằng Bồ Tát khi mà không có nhiếp thọ tất cả pháp, từ năm uẩn cho đến bát nhã, vừa thấy nó là hư dối, như là năng chiếu và thở chiếu đều là hư dối hết. Thì như vậy đó là cái được cái định rộng lớn. Cái định là sao? Giống như mà ngồi thiền được định không? Cái định rộng lớn đó là định sao? Cái định rộng lớn này á, nếu mà thấy các pháp năng và sở đều không thiệt, không có một pháp nào thiệt hết, thì xong mình mới duyên ra cái gì? Mới đại theo cái nào? Thành ra đi đâu nó cũng là an nhiên tự tại, không dính không kẹt cái gì hết, thì có định chưa? Mà định đó ngồi hay là đi? Cái đặc định đó có thể mình đi tất cả chỗ mà vẫn ở trong định à. Còn nếu mà mình ngồi mới định thì cái định đó có giới hạn, nó là nhỏ. Còn cái định mà đi đâu cũng vẫn là định đó, là mới gọi là cái định rộng lớn, không có hạt lựa. Tại sao? Bởi vì mình thấy tất cả pháp là hư dối, không thật, năng sở đều không có một pháp thiệt, thì còn nghĩ cái gì, còn chạy theo cái gì, mà không nghĩ, không chạy theo đó, đó là định. À, khi tâm không nghĩ, không chạy theo, đó là cái định. Bởi vậy mình nói là định rộng lớn, không đối đó, nó là vô lượng. Cái định đó nó không có độc, không chung cột với hàng thanh văn, độc giác, cũng không giết thọ gì nhất thế chi trí. À, tại sao hồi nãy nó nhất thế chi trí? Là cái cao tổ của Bồ Tát, mà bây giờ nó cũng không thuộc về nhất thế chi trí nữa. Bởi vì đã lập là nhất thế chi trí là có danh, phải không? Có danh có hiệu, mà có danh có hiệu là thiệt hay là giả? À, vì vậy mà cũng không có lệ thuộc vào cái giả danh của nhất thế chi trí nữa à. Vì tại sao? Vì nhất thế chi trí này không phải chấp tướng mà tu được. Các thứ chấp tướng
đều là phiền não. À, bây giờ mình tu mình chấp tướng là không chấp tướng đây. Chấp tướng hay không chấp tướng? Chấp tướng làm sao? Ai biết mà chưa chấp tướng sao nói nghe coi. Chấp tướng làm sao? Rồi bây giờ ai thử xét coi mình chấp tướng làm sao để biết cái bệnh của mình. Chấp sao? Thằng chấp mà không nhớ mình chấp sao hết à? Phải không? Bây giờ đây, nếu thấy mình thiệt có chấp tướng không? Thấy cái chùa mình thiệt có chấp tướng không? Rồi thấy huynh đệ mình thiệt có chấp tướng không? Thấy cái giường mà qua mình thiệt có chấp tướng không? Thấy cái đám cãi mình thiệt có chấp tướng không? Như vậy thì mình đương ở trong cái chấp tướng chúng ta, phải không? Mà bởi chấp tướng cho nên rồi mà tu nó không có tiếng. À, mình bị phiền não bởi thấy vườn qua mà thiệt nên ai bẻ cái qua mà không phải thì sao? À, bởi thấy miếng cải mà thiệt mà ai nhổ cải không phải mình thì sao? À, bởi thấy cái chùa mình thiệt mà ai làm cái gì dơ trong chùa mình chịu không? À, đó thì do chấp tướng cho nên mới thanh phiền não. Rồi thấy thân mình thiệt cho nên ai động đến cái thì mình dễ tâm động, phải không? Rồi thì tất cả cái phiền não đều do chấp tướng mà ra trên, phải không? Đó thì như vậy tất cả chúng ta bây giờ tu đều là chấp tướng, và bởi chấp tướng cho nên chúng ta tu mà phiền não hoài. Có ai hết phiền não chưa? Phiền não hiện giờ nó đương giảm xuống tới mức độ nào rồi? Tới mức độ nào? Từ 100% bây giờ quý vị còn ở trình nhiêu? Cỡ gì nói nghe coi. Có người nào còn trình 10% không? Như vậy thì để thấy rằng tại vì mình chấp tướng cho nên phiền não nó không có hết. Ai mà không còn chấp tướng thì phiền não nó không còn. Đó, ví dụ như thiếu kiến thủ uống cây không thì đâu còn chấp tướng về thân này, phải không? Không còn chấp tướng về ngã. Rồi nếu mà so thấy năm uống không thì cái nhà hay tất cả cái khác thì cũng như họ phương dối, tánh nó cũng là không, thì còn gì mà chấp tướng. Mà nếu không chấp tướng đó mới là bát nhã, mới là tu được nhất thiết chí trí. Đây mới dẫn chứng. Nếu chấp tướng tu được nhất thiết chí trí thì phạm chí thánh quân đối nhất thiết chí trí không nên kính giải. Phạm chí thánh quân tuy do thức kính giải nguy cứu Phật pháp gọi là tùy tính hạnh, mà hay dùng ít Phật ý quán tất cả pháp tánh nó là không, ngộ nhập nhất thế chí trí. Nếu mà nói là chấp tướng mà tu được á, tu được nhất thế chí trí thì cái ông phạm chí thắng quân này đối với thế chí trí ổng không có thức giải, bởi vì ổng thấy rằng tất cả pháp tướng là không thiệt, cho nên ổng mới khởi cái tâm kinh hiểu Phật pháp, nguyên thú về Phật pháp. Như vậy mà gọi là tùy tính hạnh. Bởi vì người vào đạo nó có hai phần, tùy tính hạnh và tùy giải hạnh. À, tính hạnh và giải hạnh. Tùy tính hạnh tức là do cái lòng tin mà vào đạo gọi là tùy tính hạnh. Tùy giải hạnh tức là do mình ngộ, mình thấy được đạo và vào đạo thì gọi là tùy giải hạnh. Thì ông Phạm Chí Thắng Quân này ông đi từ cái tùy tính hạnh mà vào. Do ông quán tất cả pháp tánh không, tánh nó là không, mà ngộ nhập được cái pháp rồi nhất thế chí trí.
ngộ nhập rồi không chấp tướng sắc, không chấp tướng thọ tưởng hành thứ, không lấy hỷ lạc quán thấy khí này, không lấy nội sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy khí này, không lấy ngoại sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy khí này, không lấy cả nội ngoại sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy khí này, cũng không lìa sắc thọ tưởng hành thứ quán thấy khí này. Đó, khi mà ổng ngộ nhập rồi đó, sẽ đây nói tới ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là không thấy, không lấy nội sắc, mà quán cái thấy, quán được cái khí, cái thế khí tí. Không lấy cái ngoại sắc tức là sắc thọ tưởng hành thức á, hay là nói cái chỉ hiểu là không lấy nội ngũ quẩn, không lấy ngoại ngũ quẩn và không lấy nội ngoại chung hợp, nội ngũ quẩn và ngoại ngũ quẩn chung hợp mà quán thấy cái khí tí, cho đến cũng không lìa ngũ quẩn mà quán thấy cái khí tí. Là bốn cái. Một là nội ngũ quẩn, hai là ngoại ngũ quẩn, ba là nội ngoại chung hợp, bốn là ly ngũ quẩn. Tại sao phải nói như vậy? Bây giờ hỏi cái trí tuệ của Bồ Tát Viên Mãn á, cái trí đó ở đâu? Từ ở trong năm quẩn mà ra, phải không? Phải không? Rồi ngoài nó quẩn mà có, phải không? Rồi trong ngoài nó quẩn hợp lại mà có, phải không? Như vậy lìa nó quẩn mà có, phải không? Bởi vì nó lìa nó quẩn mà có thì trí của ai cho mấy trí của vị Bồ Tát và đương mang theo nó quẩn này, phải không? Bởi vậy cho nên không chấp nó quẩn mà có cái trí trí trí, không phải do ngoài cái nó quẩn mà có cái trí trí, không phải dung hợp cả nội ngoại mà có những trí trí, cũng không phải lìa năng quẩn mà có những trí trí. Thì như vậy trí nhất thế trí trí đó ở chỗ nào? Có trụ xứ không? Và cái gì không trụ xứ thì cái đó thiệt không? Bởi vậy cho nên cũng thấy nhất thế trí trí nó không thiệt. Phạm chí thắm dương lấy các môn ly tướng như thế, đối với thế chí trí, thâm sanh chính giải, đối với cả pháp đều không thủ trước. Nghe là ông Phạm chí thắm dương lấy các môn ly tướng tức là không có dính, không có kẹt ở trên hình thức, gọi là ly tướng. Cũng như Kinh Kim Cang nó phàm sở hữu tướng, gia thị hư vọng đó. Không còn có một cái tướng nào là thiệt hết, bởi không thấy có một tướng thiệt cho nên gọi là ly tướng. Bởi ly tướng cho nên đối với cái nhất thế trí, trí trí ngài thâm cái lòng tin sâu xa, tin hiểu sâu xa, và đối với tất cả pháp ngài cũng không có chấp trước nữa. Phạm chí thắm quân lấy môn ly tướng nơi nhất thế chí trí được chứng giải rồi, đối tất cả pháp đều không chấp tướng, cũng không suy nghĩ các pháp không tướng. Như vậy thì từ cái pháp môn ly tướng, ông không có đối các pháp, tất cả pháp không chấp tướng mà cũng không suy nghĩ không tướng. Chấp tướng là chấp có tướng, không tướng là chấp không tướng, hai cái đó đều không dính, không bị cái chấp có tướng và cũng không bị cái chấp không tướng. Bởi vì gần đây người ta cứ nghĩ rằng học Bát Nhã là chấp không, phải không? Mà như vậy ở đây ngài Thắng Quân ông chấp không không? Tức là không chấp cái có tướng và cũng không chấp cái không tướng luôn, thì như vậy mới đúng với cái Bát Nhã. Như thế phạm chí do chức thắng giải, đối tất cả pháp không thủ, không xả, không đắc, không chứng. Không thủ thì dễ hiểu rồi,
và không xả không? Là đối với cả pháp không thủ, tức là không giữ, phải không? Mà không giữ là bỏ. Chứ tại sao mà nói không thủ mà rồi không xả nữa? Như vậy mình tu giờ có xả không? Các vị thiền sư nói là đối với tất cả pháp mình không giết, mình buông hết, thì có phải là xả không? Như vậy thì trái như chỗ này nói rồi, không thủ, không xả, không đắc, không chiếm. Nói như vậy bởi vì có thủ cho nên mới có xả. À, bây giờ nếu mình không thủ thì còn có xả không? À, thì bởi thấy có đắc có chiếm, nó là thấy có được và có cái chứng ngộ. Và thấy có được có chứng ngộ thì còn thấy các cái pháp thiện. Có thiện cho nên có được, có thiện cho nên có chứng. Như vậy là không có cái pháp chân thật. Khi ấy phạm chí kia đối với tính giải của mình cho đến niết bàn cũng không chắc trước, vì lấy pháp tánh chân thật làm định lượng vậy. Như vậy tại sao nói rằng đối với tính giải của mình cho đến niết bàn cũng không chấp trước? Niết bàn là cái chỗ cứu kính của người tu, phải không? Ai tu cũng mong được đến niết bàn, mà niết bàn không chấp trước vậy được bỏ niết bàn làm sao tu? Bỏ niết bàn mà tu cái gì đây? Tu cái gì? Chỗ này á, bây giờ tôi nói thí dụ ở ngoài trước cho quý vị hiểu. Ví dụ như người đi học, người học trò học tới lớp 12 rồi thì mình quyết định thi cho đậu bằng tú tài, phải không? Rồi thi đậu bằng tú tài thì cái chỗ đó là cái chỗ mong muốn của mình, được cái cấp bằng tú tài. Như vậy đó là hay hay dở? Hay không? Hay. Nhưng mà có người họ cũng đi học, họ cũng quyết định tới lớp 12 và viên mãn lớp 12, họ chỉ lấy là lấy cái hiểu biết của mình đặt gốc, còn bằng cấp tôi cho đó là giả hiệu. Thì người đó hay không? Ai hơn ai? Người nặng về bằng cấp và người chỉ biết mình lấy cái trí tuệ mình học để có trí tuệ ngang từ đó, đúng từ đó thôi, chứ còn không có cần cấp bằng, chỉ là cái giả hiệu. Thì như vậy ai hơn ai? Thì như vậy mới thấy rằng ở đây không có chấp niết bàn, mà chỉ lấy pháp tánh trên thật làm định lượng. Lấy cái chỗ pháp tánh trên thật mà mình sống được đó, lấy cái đó làm định lượng, chứ không kẹt trên cái ngôn ngữ niết bàn. Như niết bàn cũng là ngôn ngữ, cũng như các bạn là cái giấy tiếng sẵn thôi, phải không? Còn cái quan trọng là cái hiểu của mình, cái biết của mình, cái đâu phải cái giấy đó nó có thể đầy đủ được cái hiểu biết của mình. Đó, chẳng qua là cái chứng nhận mà mình học tới đó, mình thi được hiểu như vậy, cái chứng nhận mình đúng là cái trình độ đó cho mình cái cấp vàng. Nhưng mà cái cấp vàng chỉ là cái giả hiệu bên ngoài, và cái thực của mình á, là cái trình độ hiểu biết, phải không? Trình độ hiểu biết mới là cái thật. Như vậy thì cái niết bàn cũng là cái danh hiệu đó. Còn có ngôn ngữ tức là còn danh hiệu, và mình còn kẹt cái trong danh hiệu cái mơ ước niết bàn, thì cái mơ ước đó là một cái tưởng tượng không thiệt. Bây giờ mình lấy cái định lượng, cái pháp tánh chân thật làm định lượng, cái chỗ đó là cứu chính, tức là thấy đúng như thật tất cả pháp, không còn cái tâm dính kẹt gì hết. Cái đó là cái đó, mà chính cái đó mới là cái chân thể. Chứ còn cái tên niết bàn thì chưa phải là cái chân thể. Rồi đọc tiếp. Đến chỗ này thì ngài chủ hiệu mới nói: Thế Tôn, Bồ Tát Ma Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa sau phẩm ấy nên biết đối với các thọ tưởng hành thức cũng không giết thọ,
tuy đối các pháp không có chỗ nhiếp thọ, nhưng nếu chưa viên mãn người là Chi Lai, bốn vô sở quý, bốn vô ngại giả và 16 pháp phần bất trọn, như vậy trọn không giữa đường vào niết bàn. Cái chỗ này là cái chỗ mà đặc biệt của Bồ Tát. Nói rằng Bồ Tát thì đối với năm uẩn không nhiếp thọ, tức là không còn chấp năm uẩn nữa, như chỗ nó chiếu kiến của uẩn vậy không đó. Tuy đối với pháp không có chỗ nhiếp thọ, tức là không có chỗ chấp nào nữa hết, nhưng nếu chưa viên mãn người lực Như Lai, hay là nói cái khác là chưa viên mãn những điều kiện để thành Phật đó, thì chọn không có nửa đường vào nước bàn. Tại sao nói câu đó? Vậy ai nửa đường vào nước bàn? Mà nếu chưa thành Phật thì sao nửa đường vào nước bàn được? Đó. Đây là nói cho tất cả hiểu. Bởi vì Bồ Tát và La Hán, cũng như gần đây có người họ đặt câu hỏi thế này, họ nói Bồ Tát là kém hơn A-la-hán. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát thì còn có lậu, tức là còn hữu lậu, còn A-la-hán là vô lậu. Bởi vô lậu cho nên mới nhập niết bàn, phải không? Đoạn này mới còn hữu lậu cho mới còn thanh tử nữa. Mà người còn hữu lậu thì người vô lậu người nào hơn? Tức là người còn hữu lậu thì thấy chưa vua, còn người được vô lậu thấy chưa hơn. Vậy thì hữu lậu thấy vô lậu là vua vô lậu. Bây giờ đây tôi nói cái ví dụ, mấy ví dụ thì có cái hai người học trò khi họ học, họ cùng thi đậu tú tài một lượt như nhau. Họ thi đậu tú tài một lượt như nhau, và khi đậu tú tài một lượt như nhau thì một người họ không học nữa, họ xin sở làm. Khi xin sở làm thì có thể họ làm được thủ trưởng hay gì đó. Còn cái người còn đương không xin làm rồi lại tiếp tục đi học, tiếp tục đi học thì thắng lại hai người này nào hơn? Người ta làm thủ trưởng rồi hơn, chứ còn trước chưa học trò đặt đi học mà hơn gì, phải không? Nếu nhìn hiện tại thì cái người ra làm việc thì có cái địa vị hơn cái người còn ở sách đi học làm sinh viên, phải không? Người sinh viên đâu có cái địa vị gì, người kia ra làm việc thì có địa vị. Nhưng mà ngày mai kia thì cái người sinh viên này nếu đi học tới tiến sĩ, đầu tiến sĩ rồi trả ra thì người nào hơn? Như vậy thì ngang bằng tú tài thì ai cũng có quyền ra xin sở làm. Nhưng mà một người xin sở làm thì lúc đó thấy an thân an phận, có địa vị. Còn người chưa có sở làm mà vẫn xin đi học tiếp tục thì thấy lúc đó cũng chưa có địa vị gì. Nhưng mà mai kia khi viên mãn xin học đó thì cái giá trị sẽ cao hơn. Cũng như vậy, Bồ Tát và A-la-hán không giác ngộ thì không thể gọi là Bồ Tát. Bởi giác ngộ rồi, mà nếu sau khi giác ngộ rồi dứt hết phiền não,
để nhập niết bàn, đó gọi là A-la-hán. Sau khi giác ngộ rồi, vì lòng đại bi muốn làm cho đủ công hạnh của vị Bồ Tát để thành Phật, cho nên không nhập niết bàn. Vì lòng đại bi muốn làm đầy đủ mọi công hạnh của Bồ Tát để đi đến viên mãn Phật quả, cho nên không nhập niết bàn. Như vậy thì trong khi mà ngang đó đó, tức là tới chỗ A-la-hán, ngang đó Bồ Tát cũng giác ngộ như vậy. Mà nếu các ngài thích nhập niết bàn thì các ngài buông bỏ phiền não thì các ngài cũng được vào niết bàn, thì đó là giữa trình nhập niết bàn. Và các ngài không chịu ngăn giữa trình đó, và các ngài cố gắng tu hành đầy đủ viên mãn mọi công đức của Phật, rồi sao đó thì mới tới thành Phật. Cho nên La Hán không có nghĩa thành Phật, mà Phật là phải đủ công hạnh của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng không có nửa trình nhập niết bàn mà vậy đó. Còn những A La Hán hay là Đức Như Phật đó là nửa trình nhập niết bàn. Đó là cái đoạn mà để nói rằng nhập niết bàn nửa trình. Nên biết Bồ Tát Ma Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tuy không chấp trước mà hay thành tựu các sự việc thù thắng, còn không chấp trước mà vì mình muốn viên mãn mọi cái công đức cho nên thành tựu được cái sự việc thù thắng. Lại Thế Tôn, chư Bồ Tát Ma Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán sát thế này: những gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế phải làm thế nào? Đó là ba cái câu mà bảo mình phải quán. Cái câu thứ nhất là chính gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu thứ hai, sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Câu thứ ba là Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế phải làm thế nào? Là ba câu hỏi. Bát Mật Đa không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Ở đây nó là trên á, là bảo mình phải dùng trí để mà quán, đặt câu hỏi để quán sát, để tìm thử coi Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái pháp thật hay là cái pháp không thật. Khi mình tìm thấy rõ rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa chỉ là một cái pháp không thật, thì đã biết là cái pháp không thật rồi. Thì ở trong đây nó dạy tới câu hỏi thứ hai là nếu pháp đó không có, không chỗ có, tức là không thật, chẳng thấy được cũng không thật, thì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi? Thì cái gì mà hỏi cái Bát Nhã không thật đó? Đó là quý vị thấy cái câu này nó tế nhị làm sao. Khi mình đầu tiên á, thì mình phải quán những cái pháp ở bên ngoài. Những cái pháp bên ngoài là đối tượng để mình quán nó. Pháp bên ngoài đây không nghĩa là ngoại cảnh, mà kể cả thân mình. Mình quán thấy năm uẩn và thấy tất cả pháp không thật, thì cái hay quán năm uẩn thì các pháp không thật đó là cái gì? Là cái trí bát nhã. Nhưng mà khi quán vậy rồi bây giờ mình biết cái trí bát nhã nó có thiệt không, mà trí bát nhã nó không thiệt thì cái gì để hỏi? Để hỏi những cái câu hỏi mà nói rằng bát nhã đó là cái thế nào, là cái gì vân vân, thì cái hỏi đó là cái gì? Cái hỏi đó là cái gì? Như vậy thì đầu tiên là thấy cảnh ngoài không thật, rồi kế là thấy cái trí bát nhã không thật. Mà cái thấy cái trí bát nhã không thật đó cũng chưa phải là cuối kích, phải không? Thì bát nhã không thật thì cái khởi hiểu bát nhã không thật cũng phải bỏ luôn, phải không? Thì như vậy đó mới gọi được tới cái chỗ viên mãn. Vì vậy mà mới đặt câu hỏi thứ kế đó là nói rằng thì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa không chỗ có ấy, lấy cái gì mà gạn hỏi?
Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Tát khi đối với việc như thế, quán sát kỹ càng, tâm không chìm lặng, không lui sụp, không kinh sợ, nên biết đó là không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm. À, như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm là cái chỗ nào? Là cái chỗ đây nói sẽ dễ hiểu. Từ thấy năm uẩn đều không, phải không? Và năm uẩn là không là cái đối tượng của Bát Nhã chiếu soi, phải không? Rồi trở lại, cái Bát Nhã chiếu soi đó là sao? Cũng là hư dối luôn, phải không? Và cái biết Bát Nhã Ba La Mật Đa hư dối đó cũng là không thiệt nữa. Thì như vậy mới gọi là cái đi sâu vào cái Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm. Thì như vậy mình mới thấy cái cao siêu. Như vậy thì người không thiệt, cảnh không thiệt, phải không? Người không thiệt, cảnh không thiệt, thì biết người không thiệt, cảnh không thiệt rồi mình tu sao đây? Rồi người không thiệt thì người họ có khổ, thì cái khổ của họ có thiệt không? Mà họ khổ không thiệt thì thôi để họ khổ mặc họ, chứ binh nội chí chú họ chí, phải không? Mà tại sao nó Bồ Tát phải chú khổ chúng ta? Bồ Tát thấy chúng sanh không thiệt, mình không thiệt, chúng sanh không thiệt, mà không thiệt mình chú khổ làm chi nữa, chứ bất công vậy. Đó, mà chỗ này là chỗ mà mình phải lưu tâm. Bởi vì Bồ Tát á, lấy từ bi là cái động lực chính, cho nên cái trí tuệ thấy người không thiệt, mình không thiệt, hay là chúng sanh không thiệt, mình không thiệt, thấy như vậy, nhưng mà vì cái động lực từ bi quá mạnh, cho nên mới lăn vào mà cứu độ chúng sanh. Tuy không thiệt mà thấy họ khổ là vẫn không có bỏ. À, bây giờ tôi thí dụ như có một người, một gia đình, hai vợ chồng sanh được một đứa con rất là ngoan, dễ thương hết sức, mà mới có một đứa thôi, mà đứa con đó nó ngủ trưa, trong lúc ngủ trưa cái nó mộng thấy cái gì đó không biết, nó ré là nó khóc, thì ba má nó có đứng dựng dưng nó mộng từ dỗ nó chi, hay là chạy lên dỗ liền? Tại sao chạy lên dỗ liền? Vì thương quá là thương, phải không? Bởi thương quá cho nên nó dầu biết là nó mộng đó, phải không? Biết nó mộng nó khóc chứ không phải là thiệt, không ai đánh khảo gì nó, nhưng mà vừa thấy nó khóc là chạy lại dỗ liền, chứ không để cho nó khóc lâu. Thì cũng như vậy, Bồ Tát vì thương chúng sanh như là thân mình, bởi vậy cho nên một chúng sanh khổ là Bồ Tát sẵn sàng cứu, tuy biết nó là giả dối mà vẫn cứu, chứ không có bỏ qua, không có bỏ sót. Cho nên trong nhà Phật nói, nếu Bồ Tát mà chỉ tu trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa không á, thì cái đó gọi là càn huệ, tức là cái trí huệ khô, mà phải có từ bi cộng vô nữa thì mới gọi là cái trí huệ tươi nhuần. À, tươi nhuần tức là nhuận huệ đó, tức là cái trí huệ tươi nhuần, ướt át tươi nhuần, vì vậy mà không thể thiếu một được. Do đó nên Bồ Tát thấy chúng sanh là giả dối, cá pháp là giả dối, và với cái lòng từ bi quá nặng, như vậy mà một chúng sanh nào khổ là Bồ Tát sẵn sàng cứu. Cũng như bà mẹ ông cha thì quá thương con, cho nên một cái mơ của nó mà nó khóc mà cũng thương nữa, cũng xót xa nữa, đừng nói là cái thiệt, phải không? À, như vậy thì để hiểu rõ cái tinh thần Bát Nhã của Bồ Tát, không phải là nghe nó quyển quá rồi đánh đờn hát thì nó trời cũng hay chơi, ai làm gì mặt, cái đó là cái lòng, đó là chỉ có cái càn huệ mà không phải là cái nhuận huệ, mà phải có đủ cả từ bi trí tuệ. À, mà tôi thường nói Bồ Tát đặt cái từ bi là nặng, cái gì được trí tuệ rồi bây giờ phải nặng về từ bi thì mới có lợi cho chúng ta, hiểu vậy mới hiểu được cái tinh thần Bồ Tát. Nghĩ
ở đây ngài có lời tử, tất cả chữ thoát đổi thành chữ tử hết em. Không nhất có lời tử hỏi thiện hiện, nếu sắc lìa sắc tự tánh, thọ tưởng hành thức lìa thọ tưởng hành thức tự tánh, bát nhã ba la mật đa tự tánh, nhất thế trí trí lìa nhất thế, đây thiếu chữ lìa nè, bát nhã ba la mật đa lìa, bát nhã ba la lìa, bát nhã ba la mật đa tự tánh, nhất thế trí trí lìa nhất thế trí trí tự tánh, thì do nhân duyên gì biết cho chư Bồ Tát Ma Tát không lìa bát nhã ba la mật đa. Thì ở đây ngài Xá Lợi Tử mới đặt câu hỏi với ngài Thiện Hiện, nói rằng nếu sắc lìa cái tự tánh của sắc, tự tánh tức là cái cố định sẵn có của nó đó, nên là sắc lìa cái tự tánh tức là cái cố định sẵn có của nó thì gọi là lìa sắc tự tánh. Thọ tưởng hành thức, lìa thọ tưởng hành thức tự tánh, tức là lìa cái cố định sẵn có của nó. Thì như vậy nói tóm lại là năm quẩn lìa cái sẵn có cố định của nó. Rồi bát nhã cũng lìa cái sẵn có cố định của bát nhã. Nhất thiết trí trí cũng lìa cái sẵn có tự, tức là cái sẵn có cố định của nó. Thì do nhân duyên gì biết chư Bồ Tát Ma Tát không lìa bát nhã ba la mật đa? Nó là tất cả cái đều lìa cái tự tánh, lìa tự tánh tức là không có cái cố định sẵn có của nó hết, cái nào cũng không có vậy hết. Thì tại sao lại nói rằng chư Bồ Tát Ma Tát không lìa bát nhã ba la mật đa? Vì như vậy lẽ ra cũng không có Bồ Tát, phải không? Không có bát nhã mà tại sao lại nói chư Bồ Tát Ma Tát không lìa bát nhã ba la mật đa? Đó là cái nghi của ngài Thiện Hiện, nói của ngài Xá Lợi Tử. Bây giờ ngài Thiện Hiện đáp đúng như vậy, Xá Lợi Tử, các sắc lìa sắc tự tánh, thọ tưởng hành thức lìa thọ tưởng hành thức tự tánh, bát nhã ba la mật đa lìa bát nhã ba la tự tánh, nhất thế trí trí lìa nhất thế trí trí tự tánh, bát nhã ba la mật đa tự tướng. Đây thêm nó là đoạn trên là lặp lại cái lời của ngài Xá Lợi Tử hỏi, và đây thêm phần nữa là nói cái tự tướng nữa, bát nhã ba la mật đa tự tướng cũng lìa tự tướng, tức là tới cái tự tướng rồi lìa tự tướng, bát nhã ba la mật đa tự tánh, thêm một lớp nữa đó, cũng lìa tự tánh, tướng cũng lìa tự tánh, tự tánh cũng lìa tướng. Đó, mấy cái chữ này nó chữ rất là khó. Tướng cũng lìa tướng, tự tánh cũng lìa tự tánh, năng tướng cũng lìa sở tướng cũng lìa năng tướng, năng tướng cũng lìa năng tướng, sở tướng cũng lìa sở tướng. Nếu Bồ Tát Ma Tát hay biết đúng nghĩa như thật như thế thì hằng không lìa tha bát nhã ba la mật đa sâu thẳm. Như vậy thì đoạn này nói gì? Đoạn này nói nghĩa là trả lời cho ngài Xá Lợi Tử cái câu hỏi nói rằng năm quẩn lìa cái sẵn có cố định của năm quẩn, rồi bát nhã cũng lìa cái sẵn có cố định của bát nhã, nhất thế trí trí cũng lìa cái sẵn có cố định của nhất thế trí trí. Thì như vậy có cái gì là Bồ Tát, có cái gì là bát nhã mà nói rằng có Bồ Tát không lìa bát nhã? Thì như vậy đó là một cái câu hỏi. Câu hỏi là những cái đó đã không có thiệt thì tại sao lại nói có Bồ Tát lìa bát nhã?
thì ở đây Ngài mới lặp lại cái ý hỏi trên qua cái lìa, tới cái lìa những cái tri trí. Rồi Ngài nói thêm rằng bát nhã tự tướng cũng lìa tự tướng. Tự tướng, tướng tức là cái tướng của nó cũng lìa cái tướng của nó. Tại sao cái tướng nó cũng lìa cái tướng của nó? Bởi vì nếu nó không có một cái cố định sẵn có thì mọi cái tướng đều là không có tướng nào thiệt hết. Bởi không có một tướng nào thiệt thì lấy cái gì mà nói là tự tướng của nó hay là cái tướng của nó? Đó. Bát nhã ba la mật đa tự tánh cũng lìa tự tánh. Như vậy thì nói tự tánh là nói cái sẵn có cố định, thì chính cái sẵn có cố định đó nó cũng lìa nhau nữa, thì nó không có cái gì mà gọi là được. Rồi đó là đứng về tự tướng lìa tự tướng, đứng về tự tánh lìa tự tánh. Bây giờ lẫn lộn, tướng cũng lìa tự tánh, rồi tự tánh cũng lìa tướng, nghĩa là bên này bên kia nhìn nhau đều không có cái nào được hết. Rồi đến năng tướng cũng lìa sở tướng, tức là cái năng và cái sở cũng rời nhau. Bởi vì năng không thiệt, sở không thiệt thì cái nào có dính cái nào đâu. Rồi sở tướng cũng lìa năng tướng. Sở tướng là cái vị thấy, năng tướng là cái hai thấy, hai cái cũng là không thiệt thì nó cũng rời nhau. Rồi năng tướng cũng lìa năng tướng, chính cái hay làm ra tướng đó, hay là hay thấy được tướng đó, nó cũng lìa cái hay thấy được tướng. Bởi vì cái năng nó không thiệt cái năng, cái sở không thiệt cái sở. Vì vậy cho nên cái năng tướng cũng lìa năng tướng, rồi sở tướng cũng lìa sở tướng. Nếu mà Bồ Tát nào hay biết đúng nghĩa như Phật như thế đó, thì hằng không xa lìa, không lìa xa bát nhã ba la mật đa câu thẩm. Như vậy thì tới cái chỗ này nói nghe thật là khó hiểu, phải không? Khó hay là dễ? Bởi vì tất cả các cái pháp với con mắt trí tuệ bát nhã, không có một cái pháp nào có tính chất cố định và sẵn có. Không có sẵn có và không cố định. Mà không có sẵn có, không cố định thì không có một cái pháp nào thiệt là pháp nào hết. Không có một cái pháp nào là thật cái pháp nào. Ví dụ như nói cái đồng hồ, như vậy cái đồng hồ đó là thiệt hay là không thiệt? Tại sao nó không thiệt? Bởi vì cái đồng hồ là do đủ các cái bộ phận ráp lại thành cái đồng hồ. Thì như vậy cái đồng hồ mà khi thành được cái đồng hồ đó gọi là gì tướng? Năng tướng hay sở tướng? Cái gì năng tướng cái đồng hồ? Cái gì là năng tướng của đồng hồ chứ? Cái gì? Tức là từng bộ phận đó, những cái hay chung lại để thành cái đồng hồ đó gọi là năng tướng, phải không? Rồi cái đồng hồ thành tựu gọi là sở tướng. Như vậy cái đồng hồ đã không thiệt thì cái con ốc, cái cây kim có thiệt được không? Vì vậy mà năng tướng không thiệt, sở tướng cũng không thiệt. Hay ngược lại, sở tướng không thiệt thì năng tướng cũng không thiệt. Nói như vậy cho thấy cho nó dễ hiểu. Chứ mình lâu nay thì nói cái đồng hồ không thiệt thôi, mà mình không nói những cái bộ phận làm đồng hồ không thiệt, phải không? Như vậy thì bây giờ phải biết rõ, cái đồng hồ do duyên hợp không thiệt, thì chính những cái bộ phận làm thành cái đồng hồ đó cũng duyên hợp không thiệt. Đó. Như vậy thì năng tướng, sở tướng đều không thiệt. Như vậy thì đây là nói cái tự tánh, cũng lìa tự tánh. Tự tướng lìa tự tướng, dễ hiểu rồi phải không? Tự tánh cũng lìa tự tánh, nghĩa là sao?
Thí dụ như lái cái đồng hồ, tự tánh nó là sao? À, tự tánh nó là không, tức là cái đồng hồ không có cái tính chất cố định sẵn có của nó. Nếu nó sẵn có thì đâu đợi duyên hợp, phải không? Nếu nó cố định thì nó cứ nguyên vẹn, đâu có phải do cái này cái kia hợp lại mà thành. Vì vậy cho nên nó không có cái tự tính. Như vậy cái không có tự tính, cái không tự tính đó là cái gì của cái đồng hồ? Là cái gì? Đã không tự tính mà là tự tính rồi được. Nó không tự tính thì như vậy cái không tự tính là cái gì của đồng hồ? Là cái gì? Nói như vậy đó. Như giờ thầy nói cái khăn này dễ hiểu hơn hết, phải không? Từ cái khăn này, cái khăn này do cái gì mà thành cái khăn? À, từng sợi chỉ kết lại thành cái khăn. Như vậy thì cái khăn có thực tự tính với cái khăn không? À, như vậy thì bởi nhiều sợi chỉ kết lại tạm gọi nó là cái khăn, hay là giả hiệu là khăn, phải không? Như vậy thì cái khăn này không có tự tính với cái khăn, do các sợi chỉ hợp lại. Đó. Thì như vậy, cái khăn không có tự tính thì những sợi chỉ mà hợp lại thành cái khăn có tự tính không? À, như vậy thì cái sở không có tự tính, cái năng cũng không có tự tính. Đó. Nhưng mà giờ như vậy thì cái không tự tính của cái khăn và cái không tự tính của những sợi chỉ là cái gì? Là cái gì? À, nói chúng như đó là hay ha. Là cái gì? Thôi vì nói cái đó tụi con khó hiểu. Thầy nói rằng tất cả các sự vật ở trên thế gian này đều là vô thường, phải không? Như vậy thì cái bàn là vô thường, cái nhà là vô thường, cái cột là vô thường, cái gì cũng vô thường hết. Như vậy thì cái gì là vô thường? Cái vô thường là cái gì? Vô thường là cái gì? Như vậy cái vô thường là cái gì chứ? Cái bàn bị vô thường, phải không? Cái nhà bị vô thường, cái đồng hồ bị vô thường. Như vậy thì các cái này đều bị vô thường. Vô thường là cái gì? Là cái gì? Hỏi tới sẽ lúng túng hết, phải không? Thường thường nói theo cái ngôn ngữ hiện tại, vô thường là một quy luật, phải không? Vô thường là một quy luật của tất cả sự vật, chi phối tất cả sự vật, phải không? Phải cái đó không? Đó. Vô thường là một quy luật chi phối tất cả sự vật, vì sự vật nào cũng bị cái vô thường đó nó làm bại hoại hết, phải không? Nhưng mà vô thường nó không có tướng trạng, nó là một cái lý thật mà không có tướng trạng, một cái lẽ thật mà không có tướng trạng, cho nên nói vô thường. Mà cái vô thường đó biểu diễn tả nó là cái gì cũng được, phải không? Vì nó là cái bại hoại đổi thay của sự vật theo chiều thời gian. Bây giờ cũng vậy, cái khăn này nó không có tự tính, tức là không có cố định, mà cái không cố định là quy luật của tất cả sự vật dương hợp, phải không? Đúng như chiều không gian, hiểu chưa? Dạ, mấy cái này thật là cay đắng, bởi vì nó không phải là dễ, nên học về vắt nhã nó phải là một cái nhận định tinh tế mới hiểu, mới thấy cái hay của nó. Và nhận định thô thiển thì chịu. Vì vậy mà nói rằng một thời gian thì quý vị lớn tuổi thì bái rút lui là chỗ đó đó. Bởi vì nó rất là tế nhị. Như vậy cái không tự tính, nói cho dễ hiểu, là một cái quy luật chung của tất cả sự vật do duyên hợp, phải không? Đó. Còn cái vô thường là cái quy luật chung của tất cả sự vật theo chiều thời gian, phải không? Còn cái này là tất cả duyên hợp, tức là không gian. Đứng về mặt không gian thì nó tất cả pháp không có tự tính. Đứng về mặt thời gian, nó tất cả pháp là vô thường. Hiểu cái đó chưa?
vô thường và không tự tính, nó là như vậy đó. Thì như vậy, nói cho xa tụi con dễ hiểu thêm chút nữa. Ví dụ cái đồng hồ vô thường, cái bàn vô thường, cái nhà vô thường, rồi núi sông vô thường. Nhưng mà tới cái quả đất vô thường thì mình khó hiểu, phải không? Cái quả đất là chỗ mình nương tựa. Tất cả người, tất cả sự vật nằm ở trên quả đất. Quả đất là cái chỗ chứa tất cả. Mà những sự vật ở trên quả đất vô thường mình thấy, mà cái quả đất vô thường mình thấy không? Nhưng mà có vô thường hay không? À đó, bởi vậy cho nên tất cả cái đó đều là vô thường. Mà vô thường như vậy thì cái vô thường đó nó có phải là cái cố định hay không? Nó là quy luật nhưng mà nó không cố định. Nó đã là vô thường, cố định cái gì? Cũng như nói rằng cái pháp không tự tánh, rồi cái không tự tánh là cái cố định, nó thành là lập tự tánh mất rồi, phải không? Còn nếu vô thường mà mình nói cái vô thường là thường thì thành nó cũng cố định mất rồi, phải không? Thì nó trái cái luật vô thường. Cho nên đây phát luôn cả cái vô thường đó, tuy thế gian của nó là quy luật, coi như cái không có chối cãi được, phải không? Nhưng mà nếu trên cái lý thật thì vô thường, cái vô thường cũng là vô thường luôn, phải không? Đó, thì cái không tự tánh này trên cái lý thật của nó, không tự tánh cũng là không tự tánh luôn, phải không? Bởi vì tất cả cái không có tự tánh rồi mà cái không tự tánh có tự tánh thì nó là cũng có một cái có tự tánh, phải không? Nó chưa phải là chân lý cứu kính, chưa phải là chỗ tổ cùng đó. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng tự tánh cũng lìa tự tánh. Hiểu như vậy thì tụi con mới thấy ở đây như là pháp triệt để, không còn một cái trí nào để cho mình gá chấp được hết đó. Thế còn thế gian thì họ thấy cái gì là một cái lẽ thực, nó chi phối tất cả thì đó cho là cái quy luật là cố định. Nhưng mà với con mắt trí tuệ bát nhã thì chính cái mà như là quy luật đó nó cũng không có quy luật gì, phải không? Tức là cái không tự tính thì cái không tự tính tưởng chừng như là cái lẽ thực của vũ vật, nhưng mà chính nó cũng không có cái cố định của nó. Chứ nếu mà nói là nó là cố định, cái không tự tính là một cái có tự tính, là có cái thạch cho tự tính nhưng có tự tính rồi, chẳng lẽ vũ vật không có tự tính rồi cái không tự tính lại có tự tính thì nó trái với cái lẽ thật đó. Cho nên tự tính cũng không tự tính đó. Mà hiểu như vậy thì mới thấy tự tánh cũng lìa tự tánh, rồi năng tướng cũng lìa năng tướng, sở tướng cũng lìa sở tướng. Như vậy đoạn này dễ hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu, tạm hiểu. Ai tối tối thì để dành đó, chứ còn không nói cách nào khác hơn nữa được. Cụ thể nó là như vậy. Mà nếu người nào thấy tột cùng như vậy đó thì đó là đúng với cái nghĩa nghĩa thật. Đó là Bồ Tát hay biết đúng nghĩa thật. Như thế thì hằng không sao lìa bát nhã. Thấy đúng lẽ thật tột cùng đó thì không sao lìa bát nhã, phải không? Mà thấy được như vậy là Bồ Tát mất rồi. Tụi con dám thấy vậy không? Dám thấy không? Cho nên cái chỗ này nếu mà thấy như vậy nó mới là thấy đúng như thật. Mà đúng như thật tức là giác, mà giác tức là Bồ Tát. Mà cái giác đó không có rời bát nhã. Đó là Ngài trả lời cho Ngài Xá Lợi Tử rồi. Xá Lợi Tử là hỏi thêm. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu Bồ Tát Ma Tát học như thế, chống thành tựu như thế chứ chứ chăng?
Bây giờ nói rằng cái nhất thái trí trí là cái chỗ cứu kính viên mãn của Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát học được như vậy có chống thành tựu cái nhất thế trí trí chăng? Thì Ngài Thiện Hiện đáp: đúng như vậy Thá Lợi Tử, nếu Bồ Tát Ma Tát học như thế chống thành tựu nhất thế trí trí, vì thế sao? Thá Lợi Tử, vì Bồ Tát Ma Tát kia biết tất cả pháp không sanh diệt. Các pháp không sanh diệt. Thá Lợi Tử, Bồ Tát Ma Tát hay thực hành Bát Nhã Ba La Đa Thâu Phẩm như thế sẽ được gần gũi nhất thế trí trí. Tại sao trên cái lẽ thật thì các pháp là phân diệt, phải không? Mà ở đây nó Bồ Tát là biết không phân diệt. Như vậy Bồ Tát thấy trái với lẽ thật rồi. Có trái không? Không trái tại sao? Mấy cái chỗ này phải ráng mà thấy nó mới được. Chứ còn là Bồ Tát thấy tất cả cái gì? Tất cả pháp không sanh diệt. Tại sao tất cả pháp không sanh diệt? Giờ ai nói cho ra cái đó rồi? Cái này khi nào mình nói sanh, mình nói diệt thì mình thấy có cái sanh thiệt, có cái diệt thiệt. Bây giờ ví dụ như mình đi coi chiếu bóng, những cái hình bóng mà nó hiện ở trên màn bạc nó có thật sanh thật diệt hay không? Nếu biết nó là bóng, nó thật, nó là bóng thì đâu có cái thật sanh thật diệt. Mà không thật sanh không thật diệt thì thấy được nó là cái hư dối không thiệt. Bởi hư dối không thiệt cho nên nó không có cái thật sanh thật diệt. Còn mình bây giờ nói có sanh có diệt là tại mình thấy nó thiệt, phải không? Như hồi nãy ở đoạn trên nói đó, cái Bồ Tát ta thấy rõ không có một pháp nào thật. Mà không có pháp thật thì làm gì có cái sanh, có cái diệt. Nếu thấy có cái sanh cái diệt là thấy có cái thật. Vì vậy mà nói tất cả pháp không sanh diệt. Thá Lợi Tử, nếu Bồ Tát hay thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâu Phẩm như thế sẽ được gần gũi nhất thế trí trí. Thấy tất cả các pháp không có sanh diệt. Mà nếu thấy tất cả các pháp không sanh không diệt thì hiện ở tại đây là gì? Là gì? Đứa nào nói chúng? Như vậy nếu các pháp thấy thật không có sanh diệt gì, nó hư dối không sanh diệt, thật là không sanh diệt, nếu sanh diệt không có thì tức là ở trong cái vô sanh. Ngay đó là vô sanh đó, cho nên hiện tại là vô sanh đó. Phải không? Bởi vì có sanh thiệt đâu, có diệt thiệt đâu, mà không sanh không diệt thì tức là vô sanh rồi chứ. Bởi vô sanh cho nên mới không vô diệt. Thì như vậy đó, người mà thấy tất cả pháp không có sanh không có diệt thì gần gũi như thế tri tri đó. Là như vậy thì để nhìn lại mới thấy, với cái trí tuệ Bát Nhã mà đến chỗ cứu kính rồi thì ngay giữa đời này, sống trong cái cảnh tạm bợ này mà đang ở chỗ nào? Ngay chỗ vô sanh rồi, đâu có đợi về với cực lạc rồi tu lúc nữa rồi mới chứng vô sanh, phải không? Thì ngay trong cái thế gian này không có một pháp thật. Bởi không có một pháp thật thì không có cái thật sanh, không có cái thật diệt. Mà không thật sanh không diệt, không thật diệt tức là vô sanh, phải không? Thì như vậy thì ngay ở thế gian sinh diệt mà đã thấy được cái lý vô sanh, phải không? Mà thấy được lý vô sanh tức là trụ vô sanh nhận đó, đó là cái chỗ đặc biệt của Bát Nhã đó.
đưa mình tới cái chỗ vô sanh. Xá lợi tử, lại xá lợi tử, chư Bồ Tát Ma Tát, nếu hành bát nhã ba hành, nếu hành sắc là hành tướng, nếu hành sắc tướng là hành tướng, nếu hành tướng không tướng của sắc là hành tướng, nếu hành sắc sanh là hành tướng, nếu hành sắc diệt là hành tướng, nếu hành sắc hoại là hành tướng, nếu hành sắc không là hành tướng, nếu nói ta hay hành là hành tướng, nếu nói ta là Bồ Tát hay hành là hành tướng, nếu nói ta là Bồ Tát có chỗ được là hành tướng. Đó. Thì như vậy tụi con mới thấy, nghĩa là phá không còn một cái chỗ nào để chấp được. Nếu mà mình nói mình có hành sắc tức là nhận cái sắc quẩn là thật á, thì đó là mình thực hành theo tướng rồi, phải không? Mình nhận cái tướng là thiệt, cho nên nó là hành tướng. Nếu mà mình hành cái sắc tướng, cái sắc tướng hồi nãy, cái sắc không, bây giờ thêm cái sắc tướng, thì đó là hành tướng. Nếu hành sắc, hành tướng không, tướng không tướng, tướng không tướng nghĩa là sao? Tức là như cái đồng hồ này, hiện giờ là có tướng hay không tướng? Có tướng. Bây giờ đây có người thợ, ta mở ra từng bộ phận bỏ xuống, nó thành mất cái tướng đi, gọi là không tướng. Nếu mà chấm cái tướng này là có thiệt, cũng không phải là bát nhã. Rồi khi mất cái tướng này, mình cho là không thiệt, cũng là không phải bát nhã. Cho nên, nằm ở bên có, nằm bên không, đều không phải là bát nhã. Vì vậy mà có tướng, cũng không phải là bát nhã. Mà không tướng, cũng không phải là bát nhã. Cho nên nó hành không tướng, hành tướng không tướng của sắc là hành tướng. Đó. Nếu hành sắc sanh là hành tướng, hiểu một cái thì cái kia cũng hiểu rồi, phải không? Hành sắc diệt cũng là hành tướng, hành sắc hoại là hành tướng. Bởi vì mình cho cái sanh là thiệt, cái diệt là thiệt, cái hoại là thiệt thì đều là hành tướng hết. Nếu hành sắc không là hành tướng, tức là cho cái không đó là thiệt cũng là tướng. Nếu nói ta hay hành là hành tướng, nếu ta hay hành tức là ta thiệt, thì đó là hành tướng. Nếu nói ta là Bồ Tát hay hành là hành tướng, phải không? Nếu mà nói ta là Bồ Tát tức là thấy ta là Bồ Tát thiệt, thì đó là hành tướng. Nếu ta là Bồ Tát có chỗ được là hành tướng. Đó. Như vậy thì tất cả những cái đó, thấy có một cái nào thiệt đều là tướng hết. Nếu nói là hành thọ tưởng hành thức là hành tướng, nếu hành tướng thọ tưởng hành thức là hành tướng, nếu hành tướng không tướng của thọ tưởng hành thức là hành tướng, nếu hành thọ tưởng hành thức sanh là hành tướng, nếu hành thọ tưởng hành thức diệt là hành tướng, nếu hành thọ tưởng hành thức hoại là hành tướng, nếu hành thọ tưởng hành thức không là hành tướng, nếu nói ta hay hành là hành tướng, nếu nói ta là Bồ Tát hay hành là hành tướng, nếu nói ta là Bồ Tát hay có chỗ được là hành tướng, nếu khởi nghĩ rằng hay hành như thế là tu hành bát nhã ba la mật đa cũng là hành tướng, nên biết Bồ Tát ấy không có phương tiện khéo léo, tuy có thực hành mà không phải hành bát nhã ba la mật đa. Thì qua bao nhiêu đó thì ở đây chúng ta tu có người nào mắc kẹt trong cái hành tướng không? Có không? Có một nằm trong đó chắc. Thấy không? Như vậy thì đối trong năm quẩn, đây là nói gọn lại, đối trong năm quẩn mà mình, nếu mình thấy trong năm quẩn đó là có tướng thiệt thì đó là hành tướng, phải không? Giờ thấy có tướng không là năm quẩn là không thì cũng là hành tướng, năm quẩn diệt cũng là hành tướng,
năm uẩn quải cũng là hành tướng, phải không? Đó. Rồi thấy mình hay dục hành bát nhã, quán năm uẩn là không thì sao? Cũng là hành tướng. Rồi mình thấy mình được thấy tất cả pháp không, cũng là hành tướng. Như vậy thì rốt cuộc là phải nói sao? Phải nói sao? Nói sao cho khỏi hành tướng? Phải nói thế nào để khỏi kẹt ở cái hành tướng? Nên người học bát nhã thì thực là múa kiếm trong hư không. Nó không có trúng, nó không dính cái gì hết á. Đó là quơi kiếm trong hư không, chứ không phải là quơi kiếm ở chỗ rừng cây, ở chỗ đông người. Nghĩa là không có thấy một pháp thiệt. Bởi không có thấy một pháp thiệt, cái không thấy một pháp thiệt đó là cái kiếm bát nhã. Phải không? Đó. Mà không có pháp thiệt thì cái gì dính, cái gì trúng. Đó. Bởi vậy cho nên thầy nói quơi kiếm trong hư không. Đó là cái tư cách của một cái người hành bát nhã. Như vậy thì đứng về cái bát nhã thì chúng ta thấy rõ ràng không có một chỗ nào mà nói là thực hết. Không phải ngoại cảnh không thực mà chính bản thân của ta cũng không thực, phải không? Không phải phàm phu không thực mà kể cả Bồ Tát cũng không thực. Đó. Không phải cái pháp thế gian không thực mà kể cả pháp bát nhã cũng không thực, phải không? Như vậy thì tất cả những cái tướng đối đãi trên thế gian này không có một cái gì thực hết. Mà không có một gì cái gì thực hết thì có cái gì sanh, có cái gì diệt. Cho nên bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Nhớ không? Đó. Nếu mà đọc nó cái gì sao bất sanh, bất diệt, không biết tại sao bất sanh, bất diệt. Đó. Không sanh là tại vì nó không có thiệt mà nói gì sanh. Không diệt tại vì nó không thiệt, nói gì diệt. Có cái thiệt mới nói có sanh, có cái thiệt mới nói là diệt. Sanh thiệt thì mới có cái diệt thiệt, phải không? Không có cái sanh thiệt thì làm gì có diệt thiệt. Mà cái sanh, cái diệt không thiệt thì cái nhơ, cái sạch có thiệt được đâu, phải không? Như vậy mà không tất cả. Đó. Hiểu đó thì mới thấy cái tinh thần của bát nhã. Vậy hết đoạn đó chưa? Dễ hiểu hoặc khó? Bao nhiêu người chưa hiểu? Bao nhiêu người hiểu? Cái bộ, có hiểu thì cũng hiểu, thì gượng gượng, không dám cảm quyết, phải không? Còn không hiểu thì cũng không dám nói không. Vì không thì nghe không được. Đó, bởi vậy cho nên học bát nhã là phải chăm chỉ lắng nghe và khéo nhận định. Rồi đọc tiếp. Cái đoạn này với đoạn trên nó khác nhiều ít. Nghe kỹ coi hai bên nó có khác nhiều ít. Đoạn này với đoạn trên chỉ ngược lại nhau, phải không? Ở trên thì nói hành, ở dưới này thì nói chẳng hành. À, như vậy thì chẳng hành ngũ uẩn, rồi cũng chẳng hành ngũ uẩn sanh diệt hoại không, phải không? Đó, được như vậy đó là hành bát nhã. Đó là cái đoạn, coi như nói như vậy là kết thúc được cái đoạn đó rồi chứ gì, phải không? Rồi tới cái đoạn dưới thêm, Bồ Tát Ma Tát không chấp hành. Đó, rồi không chấp chẳng hành. Tụi con có thấy ở trên nói hành, thấy không? Hành thì lỗi lầm, không chấp phải rồi. Ở dưới này nói chẳng hành,
thì chẳng hành là hợp lý quá. Chẳng hành đó là hành bất ngã thì hợp lý. Mà đây luôn cái chẳng hành cũng không chấp nữa. Không chấp cái hành mà cũng không chấp cái chẳng hành. Rồi cũng không chấp, cũng hành, cũng chẳng hành. Rồi không chấp phi hành, phi chẳng hành. Ấy là hành bát nhã. Mới thấy cái lý lẽ của bát nhã nó quá siêu, phải không? Nó không có phải cái thường. Thì mình chỉ luôn luôn ở nằm trong hai đối đãi, hoặc là chấp có, hoặc là chấp không, phải không? Có là hành, chẳng hành là không, phải không? Hành và không hành. Thì hai cái đó mình hết lời nói rồi. Ở đây còn cũng hành, không chấp, cũng hành, cũng không hành. Rồi không chấp phi hành, phi không hành, phi chẳng hành. Nó là nó đi tới hai ba lớp nữa. Thì cái đó là nó đi sâu ở trong. Nghĩa là mọi cái nghĩ chấp nào cũng đều là cái kẹt hết. Bởi vậy cho nên ở đây phá luôn tất cả cái chấp. Nó được như vậy nó gọi là hành bát nhã. Nói không hành mà rốt cuộc cuối cùng là hành bát nhã. Như vậy có lỗi lòng không? Có lỗi lầm không? Mà tại sao không lỗi lầm? Nói ra được câu đó là giỏi. Tại sao không lỗi lầm? Mà tại ở đây mà nói có hành không hành đều là lỗi. Mà tại sao đây nó là hành bất nhã? Mà chính xác nó không chấp.